Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bosa TV, tin tức chấn động mấy ngày qua đó là cuộc tấn công của Hoa Kỳ dưới lệnh của Tổng thống Trump giết chết một thiếu tướng của Iran, ông Soleimani, người đứng đầu lực lượng tinh nhuệ vệ binh Cộng hòa Iran. Có thể nói đây là một tin rất là đột ngột, ảnh hưởng quan trọng về quan hệ giữa Hoa Kỳ và Iran cũng như là những quan hệ quốc tế. Xin mời anh Trịnh Quốc Thiên, lời chào tới khán thính giả Phố Bosa TV ạ. Vâng, nhân dịp đầu năm xin kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi và xin chào nhà báo Vũ Hoàng Lân. Tôi luật sư Trịnh Thiên từ thủ đô Washington. Hôm nay chúng ta sẽ có một cái đề tài rất nóng bỏng nói về quan hệ quốc tế giữa Hoa Kỳ và khối Trung Đông qua cái việc truy sát một thiếu tướng đứng hàng số 2 của lực lượng Cộng hòa vệ binh Iran. Vâng, xin chào nhà báo Vũ Hoàng Lân ạ. Yeah. Anh có thể nói gì về cái quyết định có thể nói là rất là bất ngờ này của Tổng thống Donald Trump? Được biết rằng là khi các tướng lãnh đưa lên những cái giải pháp khác nhau về việc này thì ông đã lựa cái giải pháp được cho rằng là mạnh mẽ nhất, đó là ra lệnh cho quân đội Hoa Kỳ dùng máy bay không người lái để mà tấn công trực tiếp giết chết viên thiếu tướng này, thưa anh. Cái vấn đề này thì xin thưa với quý vị là rất nhiều năm nay đã có sự hiềm khích giữa ông Hoa Kỳ và ông Iran Hồi giáo. Chúng ta biết có những vụ tấn công bằng súng cối vào những doanh trại của quân đội Hoa Kỳ đã giết chết một số quân nhân của Hoa Kỳ. Và diễn biến mới nhất đó là sự tấn công vào tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Iraq, tại thành phố Baghdad. Thì cái sự kiện này là những người biểu tình, hàng ngàn người đã tràn vào tấn công và đốt phá tòa đại sứ của Hoa Kỳ. Thì ở đây chúng ta nói cho rõ để quý vị có thể không hiểu rằng tòa đại sứ Hoa Kỳ là được coi như là lãnh thổ Hoa Kỳ. Cho nên nếu tấn công vào tòa đại sứ Hoa Kỳ tức là tấn công vào nước Mỹ và nước Mỹ phải đáp trả. Thì ngay sau khi cái cuộc tấn công vào tòa đại sứ thì Tổng thống Hoa Kỳ đã lên trên tweet và đã thông báo cho Quốc hội là sẽ có biện pháp đáp trả và trả đũa. Tuy nhiên người ta không có biết rõ là biện pháp đáp trả và trả đũa như thế nào, về vấn đề quân sự hay là vấn đề nào đó như là chẳng hạn như cấm vận thêm nữa. Thì ngay trong hai ngày sau đó thì lực lượng tình báo Hoa Kỳ, lực lượng tình báo diện địa và tình báo kỹ thuật đã phát hiện ra thiếu tướng Soleimani này có mặt ở Syria trong một cái chuyến công vụ đặc biệt. Và sau đó là lực lượng tình báo Hoa Kỳ đã theo dõi rất chặt ông thiếu tướng này. Thì trong những giờ phút đó thì phía Hoa Kỳ cáo buộc, ở đây xin đóng ngoặc và mở ngoặc, là ông thiếu tướng này là người chỉ huy tất cả các hoạt động chống Hoa Kỳ trong nhiều năm vừa qua. Trong đó có một cáo buộc rất nặng nề từ phó tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence cho biết rằng ông thiếu tướng này là từng là một thành viên khủng bố. Xin lỗi là đóng ngoặc và mở ngoặc. Đây là lời cáo buộc một phía của Hoa Kỳ tham dự vào cuộc khủng bố 11 tháng 9 năm xưa, tức là năm 2001. Và trong những năm gần đây, Hoa Kỳ không muốn lặp lại cái gọi là vụ Benghazi ở Libya khi mà bị những người tấn công vũ trang vào tòa đại sứ ở Libya thì ông đại sứ Hoa Kỳ đã bị giết. Cái vụ đó thì chấn động ở thời bà Hillary Clinton và đảng Dân Chủ đã bị sự chỉ trích rất mãnh liệt ở tại Quốc hội Hoa Kỳ về vấn đề bỏ rơi ông đại sứ Hoa Kỳ để cho lực lượng tấn công thuộc phe Hồi giáo quá khích đã giết hại được ông đại sứ Hoa Kỳ ở Benghazi. Thì vụ này chắc là quý vị khán thính giả cũng đã biết rồi. Thì qua tuần vừa rồi là phía bên tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Iraq cũng bị biểu tình đốt phá, cho nên phía Hoa Kỳ nói rằng sẽ trả đũa. Thì các tướng lãnh
của tòa Vũ Giác Đài đã họp ở Florida với ông Tổng thống Donald Trump, lựa chọn các biện pháp trả đũa, trong đó có cấm vận kinh tế, rồi có là những cái vụ mà trả đũa bằng biện pháp quân sự. Ở đây nói cho rõ, biện pháp quân sự là chưa phải tới mức độ mà truy sát hay giết người, chẳng hạn như là máy bay không người lái của Iran mà đi vào những cái vùng cấm gần những cái tàu chiến của Hoa Kỳ thì được quyền bắn hạ chẳng hạn, như vậy thì không có gây chết người. Và chúng ta đã biết hồi tháng 6 năm 2019 là phía bên Iran cũng đã bắn hạ một chiếc máy bay không người lái rất tối tân của không lực Hoa Kỳ. Tối tân ở đây là Hoa Kỳ chỉ có 4 chiếc tương tự mà thôi, và đã bị bắn hạ trên bầu trời ở eo biển Hormuz. Thì phía Hoa Kỳ lúc đó là ông Donald Trump cũng đã quyết định là sẽ dùng biện pháp quân sự trả đũa và kể cả là ném bom. Tuy nhiên vào phút chót, 10 phút trước khi mà lệnh thả bom để phá hủy cái dàn radar của Iran, thì ông Tổng thống Donald Trump đã phát một cái lệnh hủy lệnh, tức là phản lệnh lại là ngưng cái cuộc không kích đó. Vì phía bên không quân Hoa Kỳ cho rằng cuộc không kích nếu thành công sẽ giết hại tới trên 150 người, tức là trong cái đại đội của cái dàn radar đó ở ngay gần eo biển. Thì phía Hoa Kỳ cũng đã nhiều lần lên những cái kế hoạch. Ngoài ra ông thiếu tướng Soleimani này còn bị những cơ quan tình báo ở Trung Đông rất thù ghét ông, chẳng hạn như là nhà nước Do Thái, nhà nước Saudi Arabia, vì họ cho rằng Iran là một nước mà tài trợ những tổ chức khủng bố cực đoan. Xin nói là đóng mặt và mở mặt, tại vì những cái cáo buộc này là đưa ra một phía và cũng không có ai mà đứng ra để mà hòa giải hoặc đứng ra để mà đính chính. Cho nên chúng tôi xin nói rõ là đây là những cái phía từ phía thù địch với nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Thì chúng ta biết rằng khi mà tình báo Hoa Kỳ phát hiện rằng ông thiếu tướng Soleimani này đã lên máy bay cất cánh từ Syria và sẽ tới Baghdad, thì lập tức là họ đã lên kế hoạch. Sau khi nhận lệnh của ông Tổng thống Donald Trump, thì họ gửi tới 2 chiếc máy bay không người lái, mỗi chiếc chở khoảng 4 tên lửa Hellfire, tức là dịch tiếng Việt là tên lửa địa ngục, hỏa địa ngục, tức là lửa hỏa ngục. Thì cái tên lửa này tôi cũng đã từng sờ qua đó, thưa quý vị, trong một cái căn cứ của Hoa Kỳ, trong một cái thuyết trình của một ông đại tá lục quân của Hoa Kỳ, thì tôi xin kể lại chút đỉnh về cái đó. Thì cái tên lửa này nó rất nổi tiếng trong lục quân của Hoa Kỳ, nó được gắn trên máy bay không người lái, nó được gắn trên trực thăng vũ trang. Cái tầm hoạt động của nó là từ 8 cây số cho tới 10 cây số, tức là tầm xa nhất. Mục đích đầu tiên của nó được thiết kế là để diệt xe tăng. Với cái đầu đạn 9 kg, đầu đạn này đó là tương đương với là 21 pound chất nổ. Thì nó được thiết kế từ năm 1974 rồi, thưa quý vị, chứ không phải là vũ khí mới. Nhưng mà qua mỗi 2 năm, 3 năm thì Hoa Kỳ họ nâng cấp, họ đã cập nhật những cái kỹ thuật mới, chẳng hạn như cái loại thuốc nổ mới, những cái hệ thống dẫn đường mới, vân vân và vân vân. Thì tên lửa này nó bắn khá chính xác. Nói chung là vì nó thiết kế để chống xe tăng, và chúng ta biết là xe tăng nó di động. Chúng ta phải biết là nó di động. Trên chiến trường không có chiếc xe tăng nào nó đứng yên hết. Cho nên là nó có một cái bộ phận dẫn đường, và nó liên tục nó cập nhật cái tình hình của cái chiếc xe tăng đó. Chẳng hạn như xe tăng nó chạy qua phải, chạy qua trái, nó tốc độ bao nhiêu đó, thì nó cập nhật cho cái đầu đạn tên lửa này. Thì tầm bắn nó từ 8 cây số tới 10 cây số, thì được gắn trên chiếc drone. Thường thì nó gắn từ 2 quả tới 4 quả, tùy cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ
trinh sát hay nhiệm vụ đi đi không kích. Tại vì gắn nhiều cái hỏa tiễn đó, thì máy bay nó sẽ bay chậm, và khi mà nó bay chậm nó thì nó sẽ dễ bị phòng không, hỏa lực phòng không nó bắn hạ, cho nên phải tùy cái mục đích, chứ không phải lúc nào là cũng chắc hết bốn quả tên lửa như vậy. Thì họ hai chiếc đó họ theo dõi, nó bay lòng vòng, nó xâm nhập vào không phận của Iraq. Tại vì những cái chiếc drone này, xin lỗi, là nó cũng không có quá lớn cho nên radar cũng khó mà phát hiện, đặc biệt là nó có thể bay thấp hoặc bay cao. À, và khi cái chuyến bay của ông thiếu tướng này tới thì theo dõi qua vệ tinh thì phía Hoa Kỳ thấy rằng có tới hai chiếc xe đi đón, hai chiếc xe đi đón, thì trong đó có một ông thiếu tướng Iraq nữa, thì đi đón ông thiếu tướng Iran. Thì khi mà hai vị này cùng với lại những người quan chức cao cấp khác vừa rời khỏi sân bay thì bị cái chiếc không người lái nó nã hai phát vào mỗi chiếc xe, cho nên là bốn bốn quả tên lửa bắn xuống hai chiếc xe này và tan và nổ tan tành. Thì bây giờ là cái thi thể của thiếu tướng này đã được đưa về Iran để làm một cái lễ tang rất lớn ở bên phía Iran. Thì bên phía nhà nước Iran đã đưa một cái thông điệp mạnh mẽ là sẽ đáp trả và tấn công 35 mục tiêu của Hoa Kỳ. Đó là một cái thông báo phát ra. Thì trong vòng 1 giờ đồng hồ đó, bên phía Hoa Kỳ cũng đã đưa ra một cái thông điệp cũng rất mạnh mẽ là sẽ đáp trả Iran với 52 mục tiêu, và không nói rõ là mục tiêu dân sự, quân sự gì, nhưng mà nói là nếu mà Iran trả thù thì Hoa Kỳ phải động binh, tức là sẽ bắn ra hỏa tiễn để mà tiêu diệt 52 mục tiêu của Cộng hòa Iran. Cái sự kiện mà giết thiếu tướng Soleimani này đó, nó gây sự chấn động toàn khối Trung Đông đó, thưa quý vị, toàn khối Trung Đông, và nó sắp xếp lại cái sự hiện diện của Hoa Kỳ. Phía bên Tổng thống Donald Trump trong một cái thông cáo báo chí cho biết là đã gửi 3.500 quân tới Trung Đông để mà theo dõi cái tình hình chiến sự ở Iran nếu bùng nổ trong tương lai gần. Thì bên phía nhà nước Cộng hòa Iran họ đã báo động toàn quân và họ cho biết rằng sẽ trả thù tàn bạo đối với người Hoa Kỳ, và tòa đại sứ Hoa Kỳ cũng đã thông báo cách đây 2 ngày rằng là khuyến cáo là toàn bộ dân có quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là người gốc Hoa Kỳ thì nên rời khỏi Iraq. Và ngày hôm qua thì ông thủ tướng Iraq cũng đã đưa ra Quốc hội Hoa Kỳ và nói rằng ông Hoa Kỳ đã vi phạm cam kết thỏa thuận với nhà nước Iraq rằng sẽ không động binh, sẽ không dùng lãnh thổ Iraq để tấn công Iran. Nhưng mà dường như qua cái vụ giết ông thiếu tướng này thì phía Iraq cho rằng ông Hoa Kỳ đã vi phạm. Tại vì trong cái cam kết đó thì ông Hoa Kỳ chỉ có nhiệm vụ giữ gìn an ninh cho Iraq, nhiệm vụ huấn luyện cho binh sĩ Iraq, và không có nói tới cái vấn đề mà đánh Iran hay không đánh Iran gì cả. Thì Quốc hội của Iraq cũng đã bỏ phiếu và yêu cầu lực lượng Hoa Kỳ rút khỏi hoặc là rời khỏi Iraq, thưa quý vị. Cho nên là đó là cái diễn biến mà bên phía Hoa Kỳ đang bối rối, tại vì không ngờ là ông Iraq đã tuyên bố như vậy và không muốn làm đồng minh của Mỹ để mà chống ông Iran. À, chúng ta biết là cái vấn đề nó khó ở chỗ đó. Đồng minh của Hoa Kỳ trước đây, nhưng mà bây giờ có lẽ ngày nay chính quyền Iraq thấy rằng mình quá yếu so với Iran, yếu lắm thưa quý vị. So với thời ông Saddam Hussein thì binh lực của chính quyền Iraq ngày nay rất yếu, tại vì chúng ta cũng biết là Hoa Kỳ cũng không có viện trợ nhiều cho cái nhà nước Iraq này nhiều. Cho nên là họ cũng tránh né cái việc đối đầu với nhà nước Cộng hòa Iran. Cho nên là, và đương nhiên là chúng ta biết là một số đồng minh của Hoa Kỳ ở Trung Đông thì họ ăn mừng, họ cho rằng
ông Hoa Kỳ kỳ này dám chơi lớn, và dường như là bên phía Iran cũng đang hoảng sợ. Tôi dùng cái chữ hoảng sợ là đóng ngoặc và mở ngoặc, tại vì báo chí nó dùng cái chữ panic. Panic tức là phía Hoa Kỳ với cái năng lực tình báo như thế nào đó mà đã theo dõi được cái nhân vật đứng hàng số 2 về quyền lực ở Iran, thì liệu trong tương lai nếu mà hai nước, hai quốc gia lâm chiến thì Iran sẽ bị cô lập, tại vì Iran nó không có đồng minh đông như là ông Hoa Kỳ. Đó là cái thất thế của ông Iran. Cái thứ hai, ông Iran không phải là ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an, cho nên cũng không thể ra nghị quyết để mà chống ông Hoa Kỳ. Và một cái tin mới mà chúng ta nghe đó là Việt Nam là chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Trong cái tháng giêng này, phía Việt Nam đã ra tuyên bố là sẽ không đưa ra một cái nghị quyết nào cả, tức là đứng trung gian, tức là không có muốn đưa ra những cái nghị quyết về Biển Đông, cũng không muốn đưa ra những cái nghị quyết nóng nữa. Tức là Việt Nam mong muốn là hòa bình, cho nên đã tuyên bố như vậy. Thì chúng ta cũng không lấy làm ngạc nhiên là dường như mấy ngày vừa qua thì phía Liên Hiệp Quốc cũng không lên tiếng bên phe nào chống phe kia gì cả. Đó là cái tin tức cập nhật ở bên phía Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên chúng ta thấy là Nga và Trung Quốc dường như là đứng về phía Iran và có lên tiếng và phản đối Hoa Kỳ. Thì chúng ta biết là Iran chắc chắn là sẽ dựa vào Nga và dựa vào Trung Quốc. Riêng Ấn Độ thì có vẻ như là một cường quốc nhưng mà có vẻ đứng về phía Hoa Kỳ. Việt Nam thì dường như là đứng ngoài. Những cái tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam thì có vẻ như đứng ngoài, tức là yêu cầu hai bên kiềm chế. Nếu tôi nhớ không lầm là hai bên kiềm chế để tránh một cái lò lửa chiến tranh ở Trung Đông. Cái vấn đề ở đây đó, rất nhiều bình luận gia ở vùng thủ đô Washington này, họ nói rằng ông Donald Trump đang chơi một trò chơi mà là con dao hai lưỡi. Thứ nhất là cuộc vận động tranh cử đã bắt đầu nóng, cho nên vấn đề chúng ta biết là ông Donald Trump dường như là sẽ gài cái vị thế chính trị của mình vào một cái vấn đề quốc tế nóng bỏng để cho người dân Hoa Kỳ không bỏ ông được. Tại vì nếu mà vấn đề Iran đang nóng bỏng, bây giờ bầu một cái ông nào khác hay là cái bà nào khác vào cái vị trí của ông Donald Trump thì làm sao mà giải quyết được vấn đề. Cho nên là người dân Hoa Kỳ sẽ tiếp tục binh theo con đường của ông Donald Trump. Đó là cái thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai, người ta nói là dường như 3 năm vừa qua ông Donald Trump quá yếu hèn, đóng ngoặc và mở ngoặc, tức là không dám động binh, không dám chơi biện pháp quân sự so với những vị tổng thống tiền nhiệm khác. Chẳng hạn như Bush cha Bush con, chúng ta thấy là phát động cả một cái cuộc chiến ở Trung Đông để đánh Iraq chẳng hạn như vậy. Cho nên là dường như thấy ông Donald Trump này quá yếu thưa quý vị, tức là không dám động binh. Thì có lẽ là những cái lời lẽ kích động đó, thì phía chính quyền ông Donald Trump nói không, chúng tôi nếu mà cần thì cũng sẽ dùng biện pháp quân sự. Thì ông Tổng thống Donald Trump cũng đã nói với Quốc hội Hoa Kỳ là đây là một cái đòn cảnh cáo, nó không phải là để khơi ngòi một cái cuộc chiến tranh hay một thế chiến chống Iran, nhưng mà nhằm mục đích, đây là lời của ông Donald Trump, nhằm mục đích ngăn chặn những cuộc khủng bố đóng ngoặc và mở ngoặc của Iran nhắm vào người Mỹ và đã giết hại một số người Mỹ, và không muốn cho thêm nhiều người Mỹ bị giết hại bởi chính quyền Iran Hồi giáo quá khích, đóng ngoặc và mở ngoặc. Thì chúng ta thấy hai bên là đã bắt đầu đấu khẩu nhau và đang trong tình trạng báo động. Thì chắc chắn rằng khi mà anh nổ súng và giết hại thiếu tướng tình báo chỉ huy lực lượng tinh nhuệ nhất của Iran, Hoa Kỳ đã báo động cho tất cả các tàu chiến ở vùng Trung Đông, các căn cứ quân sự ở Trung Đông trong cái tình trạng báo động. Và chúng ta biết hệ thống hỏa tiễn của Hoa Kỳ với cái tầm
2.500 cây số của những cái hỏa tiễn Tomahawk là đã có những cái sự chỉnh đổi về tọa độ để mà nhắm vào những mục tiêu ở Iran. Tại vì chúng ta thấy những cái chiến trường khác thì nó đã êm bớt, chẳng hạn như chiến trường Syria, Afghanistan, vân vân và vân vân, thì chiến trường Iran đang nổi lên. Những cái tàu ngầm nguyên tử, những cái hàng không mẫu hạm hay là tàu sân bay, những cái tàu tuần dương, những tàu chiến của Hoa Kỳ, thì chắc chắn rằng họ sẽ điều chỉnh lại những cái tọa độ để mà họ, khi mà có lệnh tác xạ từ Tổng thống Hoa Kỳ, chúng ta biết á, luật của Hoa Kỳ nó nói rất rõ là Tổng thống Hoa Kỳ được quyền tuyên chiến, nhưng mà Quốc hội Hoa Kỳ được quyền tham chiến. Được quyền tham chiến tức là cho cái ngân sách, nhưng mà hiện nay á, bà chủ tịch Quốc hội đó là bà Nancy Pelosi đó là đang chống đối ông Donald Trump, chống đối qua cái cuộc gọi là impeachment, cho nên là không muốn bỏ tiền vào cái cuộc chiến của Iran. Cho nên bà nói rõ rằng ông Donald Trump muốn gây chiến ở Iran là không được, là không được, chúng tôi không chịu đó. Cho nên là hai cái đảng nó phải làm thế nào mà hợp tác với nhau để mà bảo vệ nước Mỹ, và trong một cái ngân khoản hạn định mà thôi, chứ không phải là ông Donald Trump bây giờ muốn mở ra một cuộc chiến và đòi Quốc hội Hoa Kỳ phải chi hàng trăm tỷ đô la mỗi năm chẳng hạn. Như vậy đó là vấn đề rất khó khăn, tại vì đảng Dân Chủ đang đánh phá ở một cái cường độ cao và mức độ cao, tại vì họ đang nói là họ muốn trút phế ông này, mà cho nên là không có ủng hộ ông này bất cứ cái chính sách nào, chính sách quốc tế dù có lợi cho người dân Hoa Kỳ họ cũng nói là không tốt. Họ lấy một cái lý do mà chúng ta cũng đã nghe đó, là có thể cuộc chiến Iran này đó, nếu mà xảy ra đó, là nó sẽ khơi mào cho cuộc thế chiến, tức là khối Trung Đông nó sẽ tách ra hai khối, một khối ủng hộ bên phương Tây Hoa Kỳ và một khối ủng hộ Iran. Và khi mà nó như vậy đó, thì chắc chắn là không bên nào như bên nào hết, mà giải quyết xung đột bằng vũ lực. Và chúng ta cũng biết đó, khi mà nổ ra chiến tranh thì những cái hãng mà về vũ khí quốc phòng của Hoa Kỳ nó thích lắm, và nó là một chu kỳ kinh tế thưa quý vị, tức là cứ mỗi 10, 12 năm đó, Hoa Kỳ phải cần có một cuộc chiến lớn để mà tiêu thụ vũ khí cũ rồi mới sản xuất ra vũ khí mới. Đó là cái nhu cầu về quốc phòng của Hoa Kỳ là nó như vậy, cho nên là người ta đang lo sợ cái chu kỳ chiến tranh nó bắt đầu nó lặp lại. Nó lặp lại. Và vì ông Hoa Kỳ, ông nói là cái quyền lợi của ông nó bị xâm phạm, tòa đại sứ bị tấn công, thì chúng tôi phải tự vệ đó. Mà tự vệ quá mức hay không là một chuyện khác, nhưng mà ít nhất là chúng ta cũng phải có biện pháp gì đáp trả, chứ không để nào mà gọi là để cho ông Iran muốn làm gì thì làm. Đó là cái vấn đề tình hình quốc tế như vậy, thưa anh Vũ Hoàng Lân và thưa quý vị khán giả. Cái việc mà con dao hai lưỡi với cái quyết định này của Tổng thống Trump đó, thì chúng ta còn nhớ lại là Tổng thống Bush ảnh hưởng bởi cuộc chiến với Iraq khiến cho ông thất cử nhiệm kỳ 2. Liệu cái chuyện này nó có ảnh hưởng đối với lại Tổng thống Trump như vậy hay không, nếu cuộc chiến với Iran sẽ được mở rộng ra trong thời gian tới, vào đúng lúc Tổng thống Donald Trump cần phải tái tranh cử thôi anh? Anh Vũ Hoàng Lân hỏi một cái vấn đề xảy ra trong lịch sử Hoa Kỳ. Cái vấn đề này tôi nghĩ là nhiều người Việt Nam ở hải ngoại này hiểu rất sai về cái cuộc bầu cử lần đó đối với Bush cha. Tổng thống Bush cha thất cử không phải là vì cuộc chiến vùng vịnh, thưa quý vị. Tôi phải nói cho rõ, và nhiều người ở hải ngoại này hiểu lầm là vì cuộc chiến vùng vịnh mà ông Tổng thống Bush cha thất cử. Không phải. Ông Tổng thống Bush cha thất cử là vì ông Ross Perot, tức là một ông tỷ phú ở Texas, đã vận động ngược và bỏ tiền hàng trăm triệu đô la để mà lấy phiếu của một số thành viên đảng Cộng Hòa. Trước khi ông Ross Perot xuất hiện đó, thì những cái poll, tức là những cái thăm dò ý kiến, đều nói ông Bush sẽ thắng với cái tỷ lệ là 44% trên 35%. Và từ từ cái tỷ lệ poll của ông
Bill Clinton nó lên 39%, tức là ông Bush cha vẫn dẫn 44%, trong khi ông Bill Clinton chỉ có 39% mà thôi. Chúng tôi thấy là lúc đó là có cái sự hiềm khích rất lớn giữa ông Prospero và ông Bush cha. Ông này là một tỷ phú, cho nên ông tuyên bố là ông không chấp nhận cái triều đại của ông Bush. Tại vì ông nói rằng ông Bush cha này hưởng quá nhiều. Xin lỗi quý vị, là hai đời làm phó tổng thống Hoa Kỳ rồi, thêm một đời 4 năm nữa làm tổng thống Hoa Kỳ. Bây giờ nếu mà ông nội này mà làm tổng thống nữa là ông hưởng tới 16 năm, là ông coi như chơi cha thiên hạ ở cái xứ Hoa Kỳ này. Cho nên ông Rosario ông nói không, không được. Xứ Hoa Kỳ là xứ dân chủ, không? Nhiệm kỳ anh có 4 năm nhưng mà anh cứ lèo lái làm sao mà anh ngồi trên đầu thiên hạ tới 16 năm lần, thưa quý vị. Cho nên là mấy ông tỷ phú ông khó chịu lắm, ông nói là quá đáng. 16 năm mà dưới cái triều đại của ông Bush, rồi sau này chúng ta còn thấy là thêm Bush con 8 năm nữa là 16 năm cộng 8 năm nữa, dân Mỹ sống dưới một cái triều đại của Bush, gia đình Bush nó quá nhiều đi. Cho nên ông Ross Perot, một tỷ phú, ông nói không chấp nhận ở cái xã hội dân chủ này mà có những cái tên mà gọi là ngồi lì như vậy. Ông dùng cái chữ ngồi lì và dường như là độc tài muốn lèo lái người Mỹ vào cái triều đại gọi là Bush Dynasty. Cho nên hay là Bush Era, cái kỷ nguyên của ông Bush, ông không chấp nhận. Thì ông dám bỏ tiền ra, ông công kích ông Bush trên các phương tiện truyền thông rất lớn. Lúc đó là chúng tôi thấy là ông bỏ tiền, ông chi đậm lắm, ông chi tới hàng trăm triệu đô la và ông lập ra một cái đảng thứ ba. Thì khi ông lập ra cái đảng thứ ba là nhiệm vụ của ông là nhắm vào cái thành phần chống đối trong đảng Cộng Hòa của ông Bush cha. Cho nên ông mới lôi kéo cái thành phần đó. Thì ông Bush cha đang conform vậy đó, đang dẫn đầu vậy, thưa quý vị. Từ ngày cái ông Ross Perot ông xuất trận ra là cái tình hình nó đảo ngược. Lúc đó là ông Bush cha chỉ còn dẫn có 41-39% mà thôi. Kể từ từ là bắt đầu cái chiến dịch nó moi móc những cái câu phát biểu của ông Bush cha. Chẳng hạn như ông Bush cha tuyên bố là read my lips, chẳng hạn như là hãy tin cái lời của tôi đi, không có tăng thuế. Nhưng mà thực tế là sau đó ông Bush cha tăng thuế. Cho nên báo chí mà được cái sự chi trả của ông tỷ phú này, cộng thêm là báo chí độc lập nữa, nó đánh phá ông Bush cha thê thảm luôn. Thê thảm luôn thưa quý vị, thê thảm lắm. Cho nên là ông Bush cha là lúng túng. Và người Mỹ tôi nghĩ là khó chấp nhận một cái ông Bush hay ông nào đó mà ngồi làm lãnh đạo 16 năm rồi thưa quý vị. 16 năm nhiều quá thưa quý vị. Cho nên là lý do là người dân Mỹ nó chán ngán là vì cái đó, chứ không phải vì chiến tranh gì hết. Nhưng mà họ chán ngán, họ nghe tới cái ông tỷ phú này, ông nói là ông kích động đó. Ông nói là tại sao quý vị bầu cho một cái ông nào đó mà ngồi trên đầu quý vị 16 năm là vẫn chơi rồi, nguy hiểm quá. Trong khi ông tổng thống mà giỏi nhất nước Mỹ đó, là ông Ronald Reagan chỉ có 8 năm rồi. Mà ông này ông đâu có tiếng tăm gì đâu, ông đâu có đánh trận, ông làm gì đâu mà tự nhiên ông lèo lái sao mà ông nhảy ra. Cuối cùng ông ngồi 16 năm cho nên người ta không chịu. Lúc đó là báo chí Mỹ nó chửi gia đình Bush cũng nặng lắm. Nó nói là giống như biến thái thành một cái độc tài, giống như một ông king vậy đó. Thành ra là nó không chịu. Cho nên báo chí dần dần họ thấy được cái đó, thưa anh Bộ, là họ thấy là cái ý đồ của gia đình Bush này nó quá ghê gớm đi, thưa quý vị. Là giống như là muốn nắm cái quyền lực mà giống như là ăn gọn trong tay của mình vậy đó. Cho nên một số thành viên đảng Cộng Hòa họ cũng không thích. Họ không thích. Tại sao mà tôi phải ủng hộ một gia đình mà tại sao tôi không ủng hộ cho chính tôi? Cho nên là ông Bush cha đang từ 41% cái bị đánh rớt xuống còn 37-38%, trong khi ông Bill Clinton từ 39% lên 41%. Thì trước cái khi bầu cử một tuần lễ đó, là báo chí ở Hoa Kỳ này đã dự đoán rằng ông Bill Clinton sẽ thắng. Và cái dự đoán đó đúng, tại vì cái sự phá hoại của ông Ross Perot nó có hiệu quả, thưa quý vị. Đó là cái câu chuyện năm xưa. Đó là câu chuyện năm xưa. Còn lần này thì anh nghĩ rằng là cái nếu mà mở rộng cuộc chiến tranh với lại Iran, giữa Iran với Hoa Kỳ, thì nó có ảnh hưởng xấu tới cuộc tranh cử Tổng thống Donald Trump hay không? Chắc chắn là có ảnh hưởng xấu, thưa anh và thưa quý vị. Thì người ta theo dõi tình hình
thì người ta thấy ngay sau khi cái cuộc truy sát bằng máy bay không người lái này thì giá dầu nó tăng lên trên 70 đô la một barrel. Đó là một cái vấn đề. Và người ta nghĩ Iran là một nước xuất khẩu dầu, có thể dùng dầu hỏa làm một cái vũ khí nào đó trên cái trường xuất khẩu dầu, không thay đổi giá dầu. Từ cái thay đổi giá dầu nó sẽ làm thay đổi về kinh tế. Cái thứ hai nữa là tâm lý hoảng sợ, như tôi có nói đó, là người ta sợ cho một cuộc thế chiến hoặc là ít ra là một cuộc chiến đẫm máu ở Trung Đông, cho nên thị trường chứng khoán ở Hoa Kỳ nó cũng xuống, thưa anh, nó xuống trong 2 ngày vừa qua. Cho nên người ta nghĩ rằng trong tương lai ngắn hạn, nếu mà hai bên không giải quyết với nhau mà dùng vũ lực, chắc chắn là thị trường chứng khoán sẽ đi xuống nhiều lắm. Rồi cái thị trường chứng khoán đi xuống nhiều, nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều vấn đề về kinh tế. Thì chúng ta biết là cái ngày ngày 7 Tây tháng Giêng này thì phái đoàn Trung Quốc do Phó Thủ tướng Lưu Hạc sẽ tới thủ đô Washington này và hội đàm lần chót để ngày 15 Tây tháng Giêng là sẽ ký cái thương thảo sơ bộ giữa hai nước. Và trong đó thì chúng ta biết là bên phía ông Donald Trump cũng đang thổi lên cái vụ đó, tức là nói là phía Trung Quốc đồng ý mua thêm nông sản của Mỹ, đồng ý mua thêm cái này cái kia từ 50 tỷ cho tới 100 tỷ đô la thêm hàng năm, thì nó cũng sẽ gây rối loạn trên trường quốc tế nữa thưa anh. Tại vì khi mà người ta đặt câu hỏi, khi Trung Quốc hứa mua như vậy, mua thêm 50 tỷ cho tới 100 tỷ đô la để mà giảm cái sự thâm thâm thủng mậu dịch đó, thì liệu ông Trung Quốc ổng có bỏ rơi những cái đối tác, những cái bạn hàng khác không? Tại vì ông mua cái hàng đó ở bên Brazil chẳng hạn, như ông mua nước khác, bây giờ ông dồn tiền để ông mua hàng hóa của ông Mỹ để ông làm hài lòng cái ông Mỹ này, để mà cái nền kinh tế nó vực dậy. À, cái nền kinh tế nó đang bị khựng lại thưa anh, nó đang phát triển 13-14% một năm, nhưng mà từ ngày có cuộc thương chiến với Hoa Kỳ đó thì bên phía Trung Quốc không dám đặt cái vấn đề 13-14% nữa, mà chỉ đặt vấn đề trong cái tầm 6-7% một năm mà thôi. Và họ hy vọng là sẽ kiểm soát được cái tình hình thất nghiệp, tại vì hàng hóa mà nếu mà xuất không không được qua nhiều do cái thuế của Hoa Kỳ nó tăng, nó áp thuế cao quá 25% trở lên, cho nên là khó bán, dẫn tới sẽ có tình trạng thất nghiệp. Và tình trạng thất nghiệp thì chế độ nó lung lay, cho nên phía ông Trung Quốc ổng cũng sợ cái đó, ổng rất sợ cái vấn đề đó. Thất nghiệp đây không phải là thất nghiệp đơn giản, mà mình có nói cho rõ là thất nghiệp tràn lan đó thưa quý vị, tức là hãng xưởng đóng 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 đóng. Thì có một vài tin tức là ông nhà máy Samsung cũng đã rút ra khỏi Trung Quốc chẳng hạn như vậy. Thì đó là vấn đề kinh tế nó có ảnh hưởng, nó ảnh hưởng ở Hoa Kỳ và nó ảnh hưởng ở ở Trung Quốc nữa thưa quý vị. Thưa anh, nói về cái quan hệ của giữa Iraq và Hoa Kỳ qua sự kiện này, thì rõ ràng là Iraq sau cái thời kỳ mà Hoa Kỳ đã truất phế ông, đã tiêu diệt ông Saddam Hussein, thì Iraq và Hoa Kỳ có cái quan hệ với nhau. Nay thì với cái sự kiện này, lẽ ra là một nước có quan hệ với nhau thì Iraq phải đứng về phía Hoa Kỳ. Nhưng chúng ta thấy là những cái tuyên bố của phía Iraq là từ sự kiện này họ yêu cầu là Hoa Kỳ phải rút toàn bộ quân ra khỏi Iraq. Nó cho thấy là không phải như là một cái quan hệ mà đây là một nước đồng minh của Hoa Kỳ ở Trung Đông, thưa anh. À, cái vấn đề này thì phải nói về vấn đề lịch sử của Iraq trong cuộc chiến Iraq năm xưa, khi mà Hoa Kỳ quyết định đánh Iraq để mà lật đổ chế độ Saddam Hussein đó, thì nó có một cái sự tranh cãi rất lớn thưa quý vị, lớn lắm. Tôi phải nói cho rõ, nhiều người không hiểu, là giữa Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Bộ Quốc phòng, tức là Pentagon đó, thấy không? Thì khi mà đánh chiếm Iraq mà giải quyết được vấn đề ông Saddam Hussein á, thì sẽ lập ra một cái chính phủ thưa quý vị, sẽ lập ra một cái chính phủ, thì ai cầm đầu cái chính phủ đó và lực lượng nào sẽ cầm đầu cái chính phủ đó,
thì bên phía Bộ Ngoại giao đưa ra một số nhân vật người Iraq kiều ở nước ngoài. Bên phía Bộ Quốc phòng, tức là Pentagon, họ không đồng ý. Họ nói rằng phải dùng những cái người Iraq ở trong nước, những cái người mà bị tù đầy của ông Saddam Hussein, nhốt những cái nhân vật đối lập đó, những nhân vật thực sự ở trong Iraq, những nhà đấu tranh trong Iraq, thì mới đưa cái vấn đề cầm quyền lên. Nhưng mà bên phía ông Colin Powell, lúc đó là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tức là một cựu đại tướng quân lực của Hoa Kỳ, thì ông nói rằng chắc là có bị cái sự vận động ngoại giao của những người Iraq kiều, tức là những kiều dân Iraq sống ở Hoa Kỳ này, nói rằng chính phủ Mỹ phải yểm trợ một cái chính phủ lưu vong ở Iraq. Và từ cái chính phủ lưu vong ở Iraq này, đem cái chính phủ lưu vong nó về lại Iraq để lập ra cái chính phủ thân Mỹ. À, cái vấn đề nó lớn lắm, hai bên đánh nắm cãi nhau rùm. Thì hai bên đều bảo vệ cái quan điểm của mình, bảo vệ quan điểm của mình. Thì phía chính phủ Bush lúc đó cũng lúng túng lắm, không biết nghe ông ngoại giao hay là nghe phía ông quốc phòng. Bên phía ông quốc phòng thì ông nói là ông chỉ yểm trợ những người mà chống đối chính quyền Saddam Hussein đứng ra lập cái chế độ mới. Nhưng mà họ phản biện ở cái chỗ đó, đó là những cái người mà chống đối ông Hussein đó, là có thành tích chống đối, có thành tích ở tù, nhưng mà lại không thân Mỹ. À, mình phải nói cho rõ. Còn bên phía Bộ Ngoại giao đã ủng hộ những kiều dân Iraq đó, thì những người đó rất thân Mỹ, tại họ vận động ở thủ đô Washington này mà. Họ vận động với Bộ Ngoại giao rất thân Mỹ. Tôi còn nhớ tên một số vị ở đó là họ vận động hành lang. Thì họ muốn họ trở về Iraq để họ nắm quyền. À, thì lúc đó cái chính quyền Iraq nó mới thân Hoa Kỳ. Tại do ông Hoa Kỳ cũng đẻ ra. Ông Hoa Kỳ cũng đẻ ra. Hai bên đánh nhau cả tháng trời đó. Kinh hoàng lắm, mở những cuộc họp báo rồi tấn công tố cáo nhau, nói biện pháp của bên kia là không khả thi, rồi biện pháp của bên này là bất khả dụng, vân vân và vân vân. Thì cuối cùng chính quyền của Bush họp Hội đồng An ninh Quốc gia, trong đó có bà Condi Rice đó, những người đó, thì họ lắng nghe hai phía. Thì họ nghiêng về cái sử dụng những người chống ông Saddam Hussein, tại những người đó là có uy tín trong nước. Còn những anh ở hải ngoại thì ồn ào, nhưng mà thật ra người dân trong nước chẳng biết gì về những người này hết. Giống như là đã đi lưu vong mấy chục năm rồi. Cho nên là cái phía bên Bộ Ngoại giao đã thất bại. À, tức là nó muốn đưa những cái người ở hải ngoại về trong nước Iraq để cầm đầu một cái chính quyền thân Iraq, xin lỗi, thân Mỹ. Thì họ đưa những nhân vật đó về Iraq chứ, họ đưa, nhưng mà người dân Iraq họ nói rằng mấy ông này chúng tôi không biết là ai hết, xin lỗi quý vị. Trong đó có một ông cầm đầu cái hội đồng mà tôi nói là nhà nước Iraq lưu vong đó. Ông qua Mỹ lúc 15 tuổi. Ông nói tiếng Iraq thì còn ok, nhưng mà ông viết không được, ông có vẻ như là ông ngọng nghịu về cái tiếng Iraq. Rồi một số vị khác cũng vậy, tình hình Iraq cũng không nắm, tại đi xa khỏi Iraq từ rất lâu, đi xa khỏi Iraq từ cái thập niên mà 68, 1970, tức là cái lúc mà ông Saddam Hussein ông cầm quyền đó. Thì những người này chống đối ông Saddam Hussein, cho nên rút ra nước ngoài, rồi từ đó hoạt động chống ông Saddam Hussein. Thì họ thân Mỹ, tại vì, nhưng mà kế hoạch đó dường như là không thành công, tại vì người dân trong Iraq cũng không đồng ý. Đó là cái chính. Cái thứ hai nữa là Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cũng không đồng ý những người đó, nói không, chúng tôi đi đánh trận qua tới tận Iraq, chúng tôi đã hỏi bao làng đó, thưa quý vị, bao tận làng nó hỏi là người dân Iraq giờ muốn cái gì. Thì họ nói nếu mà lật đổ ông Saddam Hussein đó, thì nên lập ra một cái nhà nước mà những người đấu tranh chống ông Saddam Hussein mà phải ở trong nước. Đó, cho nên là họ báo cáo, những người mà quốc phòng họ báo cáo về cho Quốc hội Hoa Kỳ với lại chính phủ Bush đó. Thì cuối cùng họ nghiêng về sử dụng những người ở trong
quốc nội Iraq. Nhưng mà cái vấn đề tôi có trình bày đó là những người đó họ không thân Mỹ, họ không biết Mỹ là ai, thưa quý vị. Họ chẳng hề đi Mỹ, họ chẳng hề nói tiếng Mỹ nữa. Xin lỗi nhiều vị, người ta nói là không biết tiếng Mỹ nữa, không biết tiếng Anh nữa. Cho nên là nó bị cái sự lỏng lẻo đó. Và cho tới ngày hôm nay, như quý vị cũng thấy, đó là chính quyền Iraq nó dường như nó có cái sự độc lập so với Mỹ. Cho nên nó không phải là tay sai của Mỹ 100%. Mỹ yểm trợ về vũ khí thì có. Nhưng mà chúng ta có nói là về cái thỏa thuận giữa Mỹ và Iraq, nó không có mang cái tính tấn công Iran hay là cái tính mà chiếm đóng lâu dài. Tại vì cái chính quyền mà thua Mỹ đó là cái chính quyền nó sụp đổ rồi, thưa quý vị. Cái chính quyền Saddam Hussein sụp đổ rồi. Cái chính quyền này là do cái dân, người dân Iraq bầu ra trong cái hội đồng dân cử của Iraq. Cho nên là chúng ta thấy nó có cái sự độc lập đối với ông Hoa Kỳ. Và chúng ta cũng hiểu rằng cái quyền lợi của người dân Iraq cũng quá hiểu rồi. Iran là một nước mạnh về vũ khí, tự chế ra nhiều loại vũ khí. Iraq là một cái anh vừa thoát khỏi chiến tranh, vừa thoát khỏi chế độ Saddam Hussein, cho nên không đủ mạnh. Và Hoa Kỳ cũng không có một cái kế hoạch mà kích động ông Iraq để chống ông Iran nữa. Cho nên về cái thế tự lực của ông Iraq, ông nghĩ rằng ông sẽ thua ông Iran nếu mà có lâm trận đánh nhau. Cho nên là ông thôi, ông thà, ông đừng dính tới ông Hoa Kỳ là tốt nhất. Đó là tại sao mà quốc hội ông Iraq đã bỏ phiếu và nói là yêu cầu là các lực lượng của Hoa Kỳ rút khỏi Iraq là vậy đó, thưa anh và thưa quý vị. Xin cảm ơn anh rất nhiều cho những thông tin của ngày hôm nay. Có lẽ chúng ta sẽ tạm chấm dứt cái câu chuyện ngày này hôm nay ở đây, và nó sẽ còn tiếp tục trong những ngày tới khi căng thẳng giữa hai phía tăng lên với những cái mục tiêu từ hai phía nhắm tới, thưa anh. Câu chuyện chúng ta sẽ chấm dứt và xin hẹn gặp lại trong những lần tới, thưa anh. Vâng, xin chào quý vị khán giả và xin chào anh Vũ Hoàng Lân, và xin chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng. Xin chào ạ.